Chiều nay ngày 27 tháng 3, UBND thành phố Hải Phòng có văn bản yêu cầu Công an thành phố khẩn trương điều tra xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với hai công dân mắc COVID-19 đã nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Hải Phòng. Cụ thể, ngày 26 tháng 3, các cơ quan chức năng của thành phố Hải Phòng đã xác định một công dân sinh năm 1996, trú tại xã Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, và một công dân sinh năm 1995, trú tại huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, dương tính với SARS-CoV-2, nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Hải Phòng và có dấu hiệu vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Ngành Y tế thành phố Hải Phòng và các địa phương đã tiến hành rà soát và xác định 24 trường hợp F1 của hai ca bệnh này để đưa đi cách ly y tế tập trung. Kết quả ban đầu xét nghiệm các F1 đều âm tính với SARS-CoV-2.